Thưa quý vị khán giả, trong chiều nay 15 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Mở đầu phiên làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11. Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí. Danh sách nhân sự do cấp ủy đương nhiệm giới thiệu gồm 54 đồng chí, bầu 47 đồng chí, khuyết 2 đồng chí bổ sung sau đại hội. Đại hội tiến hành thảo luận tại tổ về nhân sự ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 11 và tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên sóng phát thanh FM 103,1 MHz, kênh truyền hình TTV 11, website tv vn app YouTube và fanpage chính thức của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Thông tin chi tiết của phiên làm việc chiều nay 15 tháng 10 sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự tối phát lúc 19 giờ 40 phút trên kênh TTV 11. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi.